Xin chào các bạn, mình là Thủy. Cuộc sống Hàn Quốc, mình với mẹ chồng mình thử thách ăn những cái món đồ sống của Hàn Quốc, cá sống của Hàn Quốc. Ông mà thử xem Thấy sao? nè, đây là cá hé sâm. Ở bên Hàn là hé sâm nó sống ở dưới biển, là con ốc này nó sống ở dưới biển. Giống như là hé sâm có nghĩa là bên Việt Nam mình là cái sâm thì trồng ở trên, còn cái này á, hé sâm á, là ở dưới biển, nên là mình ăn sống như vậy á, rất là bổ. Có chuyện không? Thêm một miếng tỏi vô. May cơ Ăn cá sống mà hơn xem thần luôn thì cơ cá. con Cái này nhớ là nhớ giò no, con cá hồi. Con này là các loại cá, là cá hồi. Này cũng là cá sống mà mình không biết tên, ở Việt Nam là tên gì. người thổ lúc mà chết khi nào ngon lắm. Mượn game mà. Con muốn kìa. Hay sản đặc chị. Chưa. Cho kim mà chạy. Với mẹ chồng mình thích ăn món cá này, món đồ sống này lắm.
고추 맵다. 맛있지, 엄마? 이거도 되잖아. 아니야. 뭔 거야, 엄마? 다 먹었다고. 뭔 거야, 엄마? 꼬들꼬들 씹어서 뱉어야 해. 아이고, 앞을 꺾여야 해, 봐봐. Là cái đuôi của nó, cái chân của nó. Nó dính à, nó dính. Cái chân nó dính à. Cái này á, con này phải ăn cẩn thận. Mình phải nhai cho nó cho kỹ, tại nó còn sống nó dính vô cổ họng mình là không được. Thế thằng mua không mà? Thế bị sợ con đấy. Anh, cái gì thế mà? À, anh mày mua cả. Ừ, ở đây hầm có sao? Tạm biệt các bạn, mình với mẹ chồng mình đã ăn xong. Các bạn thấy kênh của mình hay, các bạn cho một like và một bình luận, một đăng ký để làm mình làm theo các clip tiếp theo hay hơn cho các bạn xem cụ thể cuộc sống Hàn Quốc. Xin chào các bạn, ông mắt. Bye bye.